Thưa quý vị và các bạn, sau hoàn lưu cơn bão số 3, đất no nước, nhiều thôn trên địa bàn xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên đã liên tiếp xảy ra sạt lở, ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của nhân dân. Công tác khắc phục hậu quả sau lũ đang được lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiến hành khẩn trương nhằm sớm ổn định cuộc sống của người dân. Sau trận mưa lớn, khối đất phía trên đồi sạt xuống khiến cho ngôi nhà của chị Thôn bị xô vẹo, nền nhà bị nứt nhiều chỗ, đặc biệt phía chân tường nứt sâu hàng mét. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng bà con lối xóm khẩn trương đến giúp gia đình chị Thôn di chuyển người và tài sản đến nơi ở tạm an toàn. Hiện tại là cháu ở một nơi, bây giờ bà ở một nơi, còn con thì bây giờ là hiện tại là cũng đi làm, thì còn tích cóp về là có tiền để làm nhà. Đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, xã Lương Sơn đã tổ chức di dời hơn 100 hộ dân với 498 nhân khẩu, nằm trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai ra các vị trí an toàn. Sau mưa bão, có tới 26 hộ bị ảnh hưởng về nhà ở, thiệt hại trên 50%, 19 hộ buộc phải di dời không thể quay lại nơi cư trú. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ để các hộ dân ổn định cuộc sống tại nơi ở tạm, cấp ủy chính quyền cũng đang tính toán, tìm giải pháp để các hộ có chỗ ở ổn định. Trong thôn thì có 4 hộ thì là bị nhà gọi là bị sập hoàn toàn, còn 8 hộ thì bị ảnh hưởng đất sạt xuống, gọi là ảnh hưởng từ 30% đến 50%. Trên địa bàn xã thì hiện nay sau khảo sát chúng tôi có tổng thể 8 vị trí là có nguy cơ sạt và cũng đã tổ chức cảnh báo cũng như là di dời các hộ dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Thế còn đối với các cái thiệt hại về tài sản, nhà ở của người dân thì chúng tôi đang huy động các nguồn lực, đặc biệt là các mạnh thường quân cũng sẽ đến hỗ trợ xây dựng lại các cái nhà ở để đảm bảo cho nơi ở an toàn cho người dân cũng như là đảm bảo ổn định đời sống. Đối với các công trình hạ tầng cơ sở, địa phương cũng đã huy động lực lượng tại chỗ, tập trung sửa chữa khắc phục. Các nhà trường, trạm y tế đến nay cơ bản đã khắc phục xong, đảm bảo mọi điều kiện để học tập, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời khuyến khích người dân khẩn trương khôi phục sản xuất, đưa nhịp sống trở lại bình thường.